Rồi. Ok. Rồi, đến cái down. Mấy cái này các bạn giữ nguyên nha, không sửa một cái gì. Bữa hôm trước là cô đã làm các bạn xong cái get lấy toàn bộ nè. Đấy, lấy từ database lên nè. Nó trả về một cái array list nè. Ha. Insert nè. Đấy, update nè. Và cuối cùng là delete. Ok chưa? Delete. Đó, mình có bốn cái hàm cơ bản mà các bạn đi đâu cũng thấy. Đúng không ạ? À, nhiều bạn hỏi cô là cô ơi tại sao mình học mà cứ suốt ngày insert, update, delete. Thì thực ra thì cái cơ bản nó chỉ có từng đó thôi. Còn các bạn nâng cao lên thì nó lại rơi vào cái những cái khác. Ví dụ các xử lý nâng cao khác. Ví dụ như làm giỏ hàng thì các bạn xử lý trên giỏ hàng thì nó cũng thêm giỏ hàng cũng phải là insert đúng không? Sửa giỏ hàng cũng phải là update. Đúng không ạ? Xóa giỏ hàng cũng delete thế thôi. Rồi các bạn làm khó hơn nữa là các bạn làm các cái thống kê các bạn. Thống kê thì tất cả những thống kê khó nhất, tất cả liên quan đến thống kê thì nó tìm kiếm và thống kê là khó nhá, thì nó lại là câu lệnh select. Đó, câu lệnh select là câu lệnh như thế này. Được chưa? Đó. Và câu lệnh select này là cơ bản nhất rồi. Câu lệnh select mà những câu lệnh mà lấy cái báo cáo mà khó thì nó cực kỳ phức tạp ha. Rồi. Vậy là mình xong cái phần về database. Bây giờ mình sẽ cô sẽ tạo một cái activity ha. Đấy. Thì mình quay lại cái bài toán hôm bữa nè, mình nói nha. Đây. Cái này là cô nhắc lại, mình quay lại bài toán hôm bữa, mình để làm một cái view adapter. Thì mình sẽ có cái gì ạ? Đầu tiên mình sẽ phải có một cái view. Mình phải có adapter view. Đây, mình phải có một cái adapter view. Cái này cô gọi nó là adapter view. Thì nó chính là recycle view ha các bạn. Đây, cái này là recycle view. Nó chính là adapter view. Mình phải chuẩn bị cái này. Chuẩn bị cái thứ hai là mình chuẩn bị dữ liệu, data. Đúng không? Cái nguyên tắc viết như vậy thôi nhá. Các bạn cứ đúng nguyên tắc này các bạn làm. Cái chuẩn bị thứ hai là các bạn chuẩn bị cái dữ liệu cho cô. Ok. Và cái chuẩn bị thứ ba là các bạn chuẩn bị cho cô một cái adapter. Đúng à? Đấy, các bạn sẽ chuẩn bị cho cô một cái adapter. Đây. Adapter. Đó, mà cụ thể của mình tí nữa mình sẽ làm recycle view adapter. Ok. Và mình sẽ đổ dữ liệu của mình. À, đổ dữ liệu thông qua adapter cầu nối mà. Thông qua anh này. Rồi mình đẩy lên cái recycle view. Về nguyên tắc là như vậy. Rất đơn giản nhé. Bây giờ cô sẽ tạo cái view này trước đi ha. Tạo view này trước thì đầu tiên cô sẽ tạo một cái recycle view activity nhé. Cô để cái lab 2 đi ha. Cô new một cái activity rỗng, empty activity. Ok. Cô để là cái lab 2 đi ha. Lab 2 activity. Ok, finish. Ok. Rồi, ở trong này. Đấy, nó đang xin. Rồi, trong cái dữ liệu cái này nè. Thì các bạn vào code. Các bạn có thể sử dụng constraint layout hoặc là các bạn sử dụng cho cô là relative layout. Đây, cô dùng cái relative. Đây. Relative layout nhé. Đó. Ok. Trong relative layout này cô đặt một cái recycle view. Recycle view. Các bạn thấy chưa? Các bạn chọn cái recycle view này. Android X nha. Đó. Rồi. Chiều ngang các bạn để là match parent. Chiều cao các bạn cũng để match parent luôn. Rồi đóng nó lại. Rồi nhớ đặt ID cho nó. Recycle view to do. Ok. Được chưa? Mà nó là relative layout cho nên các bạn bắt buộc phải neo nó lại. Các
các bạn bắt buộc phải neo nó lại. Đây, nó có mấy cái điểm neo này. Okay. Okay. Thì các bạn có mấy điểm neo là align, parent top, là chu, nó sẽ neo nó lại. Không neo là nó lỗi nhá. Neo ít nhất 2 điểm nha cô. Align, parent left, hoặc là start cũng được. Chu start là cái này. Thấy chưa? Ok. Dạ. Neo ít nhất 2 điểm nha cô. Rồi. Rồi, là coi như mình chuẩn bị xong được cái view để đó. À nhưng mà cái view thì các bạn lưu ý nè. Mình quay qua nhá, quay qua cái activity này các bạn. Thì mình khai báo recycle view. Đây, nhớ chọn đúng cái package nha các bạn. Đây, package Android X nha. Đấy, recycle view. Thì bình thường đáng lẽ các bạn chỉ cần ánh xạ là được đúng không ạ? Sẽ bằng file view by d r.id.recycleViewToDo. À nhưng mà với cái recycleView thì làm này không được. Chưa xong. Các bạn phải add cái layout manager cho nó mới được. Ok không ạ? Thì các bạn add cho cô là recycleView chấm layout manager. Được chưa? Các bạn chọn layout manager bằng new linear layout manager, các bạn truyền là cái lab 2 activity chấm dit. Vậy xuống dòng. Đấy. Rồi. Cái linear layout các bạn chọn cái gì ạ? Linear layout chấm horizontal hoặc là vertical thì các bạn thích cuộn dọc hay cuộn ngang tùy các bạn. Nếu vertical thì là chuyển những cuộn dọc. Phải. À, phones. Đấy. Tức là sau đấy các bạn mới lấy recycle view chấm mới set layout manager, set layout manager vào. Cô viết ngắn hơn trên kia một xíu để các bạn nhìn bản chất hai cách viết giống nhau nhé. Đấy, mình phải set layout manager cho ông recycle view này. Được chưa? Ok. Rồi. Xong nhé. Cái này là mình chuẩn bị xong cái phần view. Bây giờ mình chuẩn bị tiếp cái phần thứ hai là phần data. Đấy các bạn nhé. Mình chuẩn bị thứ hai là phần data. Data thì mình coi như mình có rồi. À, trong cái hàm DAO này là mình đã có hàm get all là mình lấy dữ liệu ra rồi. Thì đây các bạn khai báo cái to do DAO. DAO. À, cô để to do DAO đi ha. Đấy, to do DAO bằng new to do DAO lab 2 chấm dit đưa context vào. Đó. Rồi các bạn tạo một cái array list để chứa nó. Đúng không ạ? Để đựng dữ liệu này. Thì mình sẽ có là array list. Đó, to do. Đấy, data. Và sau đấy các bạn gán cái data bằng DAO to do DAO chấm get all. Là xong chưa ạ? Nha. Mình chuẩn bị cái dữ liệu nè. Cái này là cái data nè. Được chưa? Cái này là cái view nè. Adapter view nè. Được chưa? Ok. Rồi. Mình xong được hai thứ. Bây giờ mình đi thứ thứ ba. Cái thứ giữa đó là recycle view adapter. Mình phải đi cái trung gian, cái khó nhất. Cái nhất là cái adapter này. Ok chưa? Rồi bây giờ nhé. Giống như list view thôi.
Để làm cái adapter, các bạn phải tạo cái giao diện cho nó. Mình sẽ tạo cái giao diện này, và giao diện này, để tạo ra giao diện này các bạn dùng card, card view. Đúng không ạ? Các bạn dùng card view. Rồi, cô sẽ tạo giao diện này nhá. Các bạn vào layout, click chuột phải, chọn new, chọn layout resource file. Sau đó các bạn ghi chọn cho cô là item, cô để là card view đi ha, hay là card, card to do. Đấy. Ok. Rồi. Cái này các bạn đổi cho cô thành cái card view. Card view. Được chưa? Rồi. Các bạn nhìn nè, cái trong cái card view này á, để cô để cái split code cho các bạn nhìn nha. Các bạn đừng để chiều cao, các bạn đừng để là match parent. Các bạn để cho cô là cái wrap content. Rồi. Các bạn để từ từ nha, cô để trong này cái nội dung trước nè. Để hiển thị ra cái layout này. Cô chỉ cho cách nào. Để hiển thị ra layout này, các bạn dùng linear layout rất là khó. Ra được cái layout này dùng linear khó lắm. Dùng dễ nhất là dùng cái relative hoặc constraint. Quen cái nào dùng cái đấy. Cô quen dùng cái relative nhá. Cái nào cũng được, tại vì constraint nó dài lắm, khó nhớ. Nó cái thuộc tính nó dài loang ngoằng, cái này nó dễ nhớ hơn. Rồi, cô sẽ tạo cái này nhá, dùng relative nào. Thì con trên nhiều bạn là nắm kéo đấy, nó không có chính xác đâu. Đây các bạn dùng cái relative cho cô. Các bạn để chiều ngang width là để match parent, chiều cao các bạn để wrap content cho cô. Đó, đóng nó lại. Đây. Trong cái relative này nhá. Đây, cái này là cái gì đấy ạ? Cái ô này là cái gì ạ? Checkbox. Rồi, checkbox. Width là mấy ạ? Hay là được chưa? Nail nó lại cho cô cái. Nail nó lại cho cô cái. Thứ nhất là cô để nhìn nè, cách làm nè. Cô để nó có cái padding ha. Padding. Để 16 dp. Thấy có khoảng cách chưa? Padding 16 dp nè, thấy chưa? Đó. Rồi. À, nail nó lại. Cái này là một cái layout, phải nail nó lại. Nail bên trái. Được chưa? Nail bên trái, nail trên. À, nail bên trái thì cô sẽ nail như thế này. Align parent start to là nail bên trái. Đấy, các bạn thấy nail chưa? Rồi, nail trên. Align parent top to là nó sẽ vững. Các bạn thấy có hai móc nail chưa ạ? Hai cái nail kìa. Thấy chưa? Mờ đúng không? Hơi mờ. Cô zoom lên bờ xíu cho các bạn nhìn. Đấy, zoom lên bờ xíu các bạn nhìn. Đấy. Nó có cái nail. Thấy chưa? Nail trái, nail trên. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn đến cái chữ. Chữ. Đây. Check view. Width là để match parent, để cô để wrap content. Match parent. Match parent. Nó dài ha. Hay cô để là 48 dp. Đó. Cô để là cái text.
học Java đúng không? Đấy, các bạn thấy nó đang ở phía trên. Bây giờ muốn neo nó, các bạn nhìn nha. Cái này vui lắm. Cô trước tiên là cô neo trên đã. Cô neo trên đã. Align parent top chu. Rồi, sau đấy cô sẽ không neo bên trái mà cô neo phía sau bên phải của ông checkbox. Đúng không? Checkbox phải đặt một cái ID mới neo được nha. ID nè. Checkbox. À, to do đi ha. Rồi cô neo nè. Right, nó nằm bên phải của cái anh checkbox thì là to right up. To right up của anh nào ạ? Checkbox to do. Thấy nó nằm bên phải chưa ạ? Đó, nhưng mà nó không cân giữa các bạn nha. Do cái thằng này, 48 sao nó bự dữ ta. Đấy, thằng này cũng 48 mà nó không bằng nhau nè. Rồi, ok, hiểu rồi. Thằng này 48 thì nó đẩy, nó có cái viền ở ngoài ấy các bạn. Đó. Được chưa? Mà trong cái checkbox có cái gì ạ? Checkbox có cái tag của checkbox đúng không ạ? Cái tag của checkbox đúng không? Học Java. Thì layout width là match wrap content. Đây, cô bỏ cái, lấy cái checkbox, lấy cái tag của nó luôn. Cô bỏ anh này đi ha, đỡ phải. Đấy, cho nó khỏe. Được chưa? Được chưa? Cái này thì ok, được rồi. Rồi tiếp. Bây giờ mình có hai cái hình ở trên. Đây nè. Bây giờ hai hình này lấy đâu ra? À, mình lấy đâu ạ? Biết cách lấy hai hình không ạ? À, vector. Click chuột phải. Chọn new. Chọn vector asset. Chọn cái nút của mình là nút delete. Delete là hình này à? Cái hình chéo chéo, cái là hình gì ta? Nút gì ạ? Edit là khác. Nút chéo này nè. Close. Chéo nào? Chéo này hả? No. Chéo của cô chéo này mà. Chéo tròn. Thôi kệ nó đi, cô lấy một cái hình khác. Edit, delete đi ha, sọt rác nè. Lấy cái sọt rác này đi. À, tròn nó màu đỏ. Màu đỏ, đỏ le, đỏ led, được không? Ok. Rồi. À, tròn nó là 24 à? 24 hay 48 ta? Nó đang để 24, 24 sửa nhỏ ha. Thôi để 24 đi. Được không? Hả? Nhỏ. Cô bình thường có để 248. Rồi, delete. Để icon delete nào. Sao các bạn next. Finish. Rồi, bây giờ thử test cái xem cái nút nó ra ok không nha các bạn. Rồi, cái nút này là image view ha. Image view nè. À, wrap content, circle. Draw, drawable, delete, rồi nhỏ ha, nhỏ xíu à, rồi neo nó lại nhá, các bạn neo nó bên phải, bên phải cùng và bên trên, vậy là align parent top là true, rồi align start, stop, end đúng không, align parent right start stop đâu? End. Parent end đâu ạ? Parent left, parent end đây. Chu. Đấy, nó sẽ nhảy xuống cuối. Được chưa? Đó, đặt cho nó một cái ID. Cái nút là button delete. Ồ. Cô để là button recycle view delete. Đó, để khỏi trùng ha. Rồi,
Tương tự cô sẽ làm một cái hình nữa là hình edit nhé. Thay cái hình này các bạn để cái chữ edit cho cô. Edit. Ok. Cái hình màu gì cũng được. Màu xanh đi ha. Xanh lá, xa lánh đi ha. Ok. Next. Xóa cái này bớt đi nha các bạn, để cho nó ngắn ngắn chút nào. Xóa cái tên đi. Rồi next. Finish. Rồi các bạn copy hình này xuống. Copy xuống. Thay cái này là Recycle View Edit. Cái này các bạn là top thì đúng là top rồi. Các bạn là nằm bên trái của cái edit delete đúng không? Thì các bạn sửa cho cô là to left of, to left of của anh là button recycle view delete. Và hình của nó là mình để là hình là edit. Chưa? Ghê quá, được chưa? Hai cái hình. Bây giờ cái chữ cái tech view ngày tháng. Tech view ngày tháng cũng tương tự thế thôi nhá. Các bạn muốn cách nó ra thì các bạn để cái margin cho cô nhá. Ví dụ ông này ông để margin left bao nhiêu đó tùy các bạn. Cái delete này các bạn để cho cô là margin left. Nó sẽ cách ra. Được chưa? Rồi cô một cái nữa. Một cái nữa đó là cái text view. Rồi. Cũng là grab content luôn. À, chiều cao là grab content hoặc là 48 dp. Rồi. Đóng nó lại. Text nè. Ví dụ như là 11 tháng 7 năm 2023. Như thế. Các bạn nêu nó lại, nêu dưới cho cô. Hoặc là nêu phải. Nêu phải nhá. Nêu phải là gì ạ? Là N nè, Ctrl C nè. Đúng không? Rồi nó phải nằm dưới anh gì ạ? Nằm dưới delete đúng không? Nằm dưới là below. Below cái ID là button recycle view delete. Đẩy xuống dưới chưa ạ? Đẹp không ạ? Ok nhé. Là xong. Thấy chưa? Các bạn muốn nó đẩy xuống tí nữa để có khoảng cách thì các bạn để margin top của anh này. Margin top của anh này. Margin top các bạn để cho cô là 8 dp. Đó. Ok. Xong chưa? Rồi bây giờ cái này các bạn bo góc, đặt background. À, đặt background cho nó. Background tin đặt là Android color để green light, dark light, black để dark gray, để blue bright. Ý màu gớm quá à. Màu gì ạ? À? Green light thì xấu lắm. Purple. Ôi, màu pink pink. Pinky. Pink. Không có màu pink à? Ủa mà cái này có mấy màu này thôi hả? Polo, purple. Trời ơi. Background light là màu gì ta? No. Màu trắng. Màu trắng mấy đời. Color green light, dark 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 black
dark gray, holo, blue, blue bright, blue light, blue bright là cái gì? Ê, xấu à, thôi kệ nó đi. Rồi, đặt cái bo gốc, thấy gì không? Thấy chết liền, kệ nó đi. Hoặc là các bạn có cái mã màu nào đẹp đẹp. Rồi, cái bo gốc là corner. Corner cut, corner radius. Các bạn để khoảng, thực ra là cái bo gốc đẹp nhất nó từ 6 dp đến 8 dp. Nhưng mà để các bạn nhìn rõ thì cô để 16 dp cho các bạn nhìn cho rõ. Đấy, thấy chưa? Nó bo góc nhiều nè. Rồi, con đổ bóng là elevation. Elevation. À, 4 dp. Thấy đổ bóng không? Thấy chết liền nhỉ? Card elevation 4 dp. Có thấy đổ bóng không mấy đứa? Để 16 dp. Bóng mờ. Có đó, bóng mờ. Đây cô đổi từ 4 thành 16 khác liền nè. 10 nè, thấy chưa? Nó nhảy nè. Thôi kệ nó đi. Để 4 dp. Ok. Để cái card elevation đi mấy đứa. Rồi. Rồi, ok. Vậy là mình xong cái giao diện này. Nhá. Lưu ý cho cô tất cả những cái này, đặt ID cho cô hết nha. ID là check to do nè. Rồi, còn cái cuối cùng chưa có ID đặt luôn nè. ID nè là take view txt recycle view date. Đó. Ok. Nha, xong rồi. Phải đặt hết. Vậy là mình xong được cái phần card thôi. Các bạn thấy nó hơi phức tạp một tí bởi vì là nó đẹp hơn cái anh kia. Nhá. Rồi. Bây giờ mình mới đi vào adapter. Mình mới đi vào adapter này các bạn. Các bạn nêu cho cô một cái adapter. Một cái Java class. Đặt tên là to do recycle view. Code adapter, bỏ chữ view đi ha. Recycle adapter. Anh này kế thừa cái gì ạ? Sao ID lại lỗi nè? Anh này kế thừa cái recycle view adapter. Đây. Rồi để đó đừng làm gì cả, khoan đã. Rồi các bạn quay lại, các bạn nhìn lại cái lab của mình nha. Quay lại các bạn nhìn lại cái lab của mình nè. Ở đây người ta để là view holder của to do adapter, thấy không? Đây. Bây giờ các bạn để cho cô nè. Các bạn khoan chưa làm gì vội. Các bạn tạo cho cô cái view holder này cái đã. Nhìn nha, nhìn cách cô làm nè. Đừng gõ theo nha. Gõ theo trong này không ok. Nhìn cách cô làm cơ. Đây. Cái anh này các bạn để ngoài, để trong gì cũng được. Nhá. Để class là My View Holder. Anh này kế thừa extend cái View Holder của View Holder này khác nha. View Holder này của bài trước. Cái View Holder này mới đúng nè. Nó là của recycle view, view holder này nè. Rồi. Ở đây nó cần truyền một cái, nó thiếu cái constructor các bạn ạ. Đây nè. Nó thiếu constructor nè. Nó bảo là there is no default constructor. Thì anh nó phải kế thừa cái anh này, mà anh này lại không có constructor không đối số. Cho nên chỗ này nó bắt buộc phải sử dụng constructor. Vậy thì ở đây mình bắt buộc phải tạo một constructor của mình. Public my view holder. Đấy, constructor. Và constructor này nó truyền vào một cái view, bởi vì là cái super nó nhận một cái view. Còn view này là cái gì tôi chưa biết, tôi chỉ biết nó là một cái giao diện. Nghe nhá. Tôi phải nhận vào một cái giao diện.
Các bạn quay lại cái bài hôm bữa cô làm nhé. Đây, cái bài hôm bữa cô làm nè. Có phải là view holder của cô là có phải nó chính là cái giao diện các bạn không? Đúng không ạ? Đây, cái anh này, view holder này nó sẽ nhận vào một cái view. Một cái giao diện, một cái layout, một cái view. Và các bạn gọi tới cái super, truyền vào cái view là xong. Ok chưa? Nha. Rồi. Hết lỗi chưa? À, chưa hết lỗi, từ từ đã. Rồi. Bây giờ các bạn, cái anh này, các bạn bắt buộc phải khai báo cái dấu mốc nhọn này nè. Trong cái dấu mốc nhọn này người ta gọi nó là generic. Các bạn khai báo cái My View Holder này vào cho cô. Đấy, gõ vào đây. My View Holder vào đây. Được chưa? Đấy, làm từng bước nha. Bước 1 là mình tạo anh này. Sau đấy là mình tạo cái My View Holder. Xong đấy mình gõ, sử dụng cái My View Holder vào trong này. Cái này là một cái generic. Rồi, bây giờ nó thiếu mấy cái phải cần implement. Đây, click chuột vào đây. Chọn implement method. Có 3 cái method cần implement. Nhấn OK. Hết lỗi chưa ạ? Đó, các bạn đừng có gõ từng cái, các bạn gõ từng cái là trật. Rồi, tôi sẽ giải thích 3 cái method này cho các bạn coi nhé. Các bạn để ý này, cái My View Holder có phải là ở đây nó sinh ra code, nó sẽ để ở đây là My View Holder đúng không? Vậy cái này là cái gì? Đây nè. Cái này là cái để nó map vào giao diện. Cái này nè, nó thay thế chỗ nào? Các bạn nhìn nè. Cái này nó thay thế nè. Cái hàm này nè, nó thay thế khúc này nè. So sánh đó, nó map cái giao diện. Thì nữa tôi map các bạn coi nó giống nha. Các bạn sẽ để ý thấy nó giống. Rồi, cái hàm này by view holder, cái by tức là cái nạp data. Cái khúc này tôi nạp dữ liệu nè, là cái khúc này các bạn nè. Nạp dữ liệu cho card view nè, cho mỗi cái item nè, là khúc này nè. Để thì nữa tôi giải thích các bạn coi. Đó. Và cái hàm này là get item count, nó trả về cái số lượng của item. Tức là nó là cái này nè, item count, get count nè. Được chưa? Chính là nó. Được chưa? Rồi. Vậy thì nhiệm vụ các bạn là gì đấy ạ? Các bạn cần truyền cái context, cần truyền cái array list, cái dữ liệu vào. Phải có dữ liệu vào nó mới nạp được chứ, không có dữ liệu sao nạp? Được chưa? Ok, rồi. Trước khi làm cái đấy, mình sẽ làm cái holder đã. Holder là mình truyền vào cái gì đấy ạ? Mình truyền vào cái view nhá. Mình truyền vào một cái view. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn nè. Trong cái view này mình cần truyền cái gì? Mình qua cái card view này, cái view này mình cần truyền cái gì nè? Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái view nhỏ. Và một cái card view lớn. Một cái card view và bốn cái view nhỏ. Ok. Vậy là cái view này của mình bao gồm bốn anh đó. Rồi. Vậy là giả sử cô truyền được cái view vào rồi thì phải có chỗ để nhận được cái view đó. Ôi, ôi. Ê, cái gì vậy? Enter không cho. Rồi. Bây giờ mình có view nào mình nhận view đó. Bây giờ mình có một là cái checkbox nha. Checkbox. Đúng ạ. Checkbox. Rồi, một cái là text view. Text view, hai cái image view đúng không? Text view, date. Hai cái image view. Image view là delete và một cái image view là edit. Và một cái card view. Thật ra các bạn là truyền hẳn cái card đó, card view. Được chưa? Rồi. Các bạn tham chiếu tới nào.
truyền cái view nào mình lấy view đó nha. Rồi mình sẽ có, tức là ở đây là view này mình truyền vào là mình có rồi đó. Mình sẽ tham chiếu nè, checkbox sẽ bằng file view by ID, view chấm, sorry, view chấm file view by ID r.id chấm checkbox. Rồi r này để cô gõ cái đã. R đấy, cái trên này. Ok. Ồ, gì kỳ vậy? Import chứ các bạn. Import error chứ ạ? Import rồi. Ok. Phải import đúng nó mới chịu ha. R chấm nè. ID chấm checkbox to do nha. Rồi, copy nha. Mình có 4 cái là, rồi cái card view nó là 5. Cái này là check view date. Ở đây mình sẽ có là text recycle view date nha. Ở đây mình có là gì, là image view delete. Thì cái này các bạn sẽ có là button hả? Button recycle view delete. Rồi image view edit. Thì cái này các bạn có button. Đấy, các bạn đặt mà không ok là khó lắm. Card. Ở đây là ID là card. Card view cô đặt chưa ạ? ID. À, cô chưa đặt ID cho card view. Cô đặt luôn cái ID cho card view nha. Card. Ok. To do đi ha. Rồi. Rồi bên này các bạn sẽ có là card to do xong. Đấy. Các bạn làm cái công việc gọi là công việc tham chiếu nè, công việc tham chiếu nó đây nè các bạn. Đây. File view by ID nè, thấy không? Rồi. Ok, bây giờ các bạn xong rồi đó. Cái holder này là các bạn đã làm xong. Bây giờ các bạn lên cái phần này các bạn truyền vào là return cái my view holder này. Đấy, vậy thì cô sẽ add cái layout này vào, add cái view này vào. Cô có cái layout inflator sẽ bằng, nó phải có một cái activity. Tại vì muốn hiển thị phải có activity để hiển thị nó vô. Đúng không ạ? À. Mà bây giờ mình phải có context mà mình chưa truyền nó vào. Vậy thì mình phải truyền nó vào thôi. Mình tạo một cái public constructor vào đấy. Giống bên kia. Nó truyền vào một context và một cái danh sách. Đúng không? Context là một nè. Và mình truyền vào một cái array list ha. Array list to do nha. Ây da, mình phải import nó vào nha. Cái import khoan, to do covid hoa, bởi vậy nó không nhìn thấy. Ok, mình phải import nó vào nè nhá. Còn các bạn, nhiều bạn mà gõ nhầm xong nhắc xong các bạn create new mới là sai đấy nha. Rồi ok, list nào, đưa danh sách vào, data vào đấy. Rồi ok. Rồi các bạn ở đây cũng khai báo hai cái và để mình gán giá trị cho nó nha. Khai báo hai này ở đây để mình gán giá trị cho nó. Ok. Rồi, ở đây các bạn có dit.context sẽ bằng context. Chỗ này các bạn hiểu không nhỉ? Nhiều khi nhiều bạn cứ gõ thôi mà không hiểu gì. Cái này là đối số nè. Cái này là biến class nè. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Được không? Cái này là các bạn truyền vào nè. Và khi nào mình dùng thì mình truyền vào. Còn cái này là cái biến mình đang dùng, mình phải nhận. Và cô cái code nhận là ở đây. Và coi như cái hai cái này đã có rồi. Coi như hai cái này đã có rồi. Tại vì tôi được nhận từ đây rồi. Hiểu không ạ? Đấy, vậy ở đây nhá.
Cô sẽ có ép kiểu nó là activity. Context. Tôi ép kiểu context này thành activity. Xong tôi chấm get layout inflator. Bao nó lại. Chấm get layout inflator. Rồi. Rồi cái view của cô, cô sẽ nhận đúng cái giao diện của ông này nhá. Cái view là nhận đúng cái giao diện của ông này. Rồi. Vậy thì cô sẽ nhận kiểu gì? Cái view. Đúng không ạ? View sẽ bằng inflator. Đúng, inflate error.layout chấm item card phải view group null. Sao nữa? Cái cô trả về là cái my view holder cơ. Tôi phải new một cái đúng không? Truyền view vào đúng không? Đúng rồi. Vậy là my view holder, view holder gán bằng new my view holder, truyền đúng cái view này vào. Và cuối cùng return gì ạ? À? View holder xong. Đấy. Tức là cái anh này làm nhiệm vụ là anh nạp cái layout vào cho view holder. Anh này làm cái nhiệm vụ đó. Còn cái view holder của cô đây. Và cái công thức này là công thức để nạp cái view thôi. Nạp cái XML vào đây. Rồi xong rồi đó. Đến cái phần nạp data nè. Nạp data các bạn thấy là có một là cái position, là vị trí của mỗi item. Và hai nữa là cái holder. Holder thì cô chỉ đơn giản là cô tạo một cái position thôi. Của cô là to do. Mỗi item của nó sẽ gán bằng danh sách data chấm get theo cái position là xong. Data có rồi, danh sách này có rồi, bây giờ tôi lấy từng theo từng cái vị trí nữa là xong. Ok không ạ? Là được cái này, là tôi được mỗi item này các bạn. Mỗi item. Được không ạ? Và bây giờ mỗi item của nó gồm mấy trường ạ? Nó gồm 5 trường. Nó gồm ID. Đúng không ạ? Nó gồm gì ạ? Nó gồm date, nó gồm title, nó gồm content. Đúng không? Bây giờ mình lấy ra để hiển thị ra nè. Cái chỗ mà hiển thị chữ Java đó. Có đúng không ạ? Thì mình sẽ lấy gì đấy ạ? Holder chấm checkbox chấm set text. Đúng ạ, mình sẽ lấy là item chấm get title. Rồi holder chấm set text text view date chấm set text sẽ bằng item chấm get created. Xong. Còn anh này thì trả về list chấm data chấm chấm size. Được không? Rồi. Ok. Xong rồi. Nhá, mấy cái này thu gọn lại nè. Đó, xong rồi các bạn. Vậy là các bạn thấy nó sẽ tường minh hơn cái trang kia nhiều. Cái list view nhiều. Thứ nhất là các bạn tạo một cái my view holder. Nó kế thừa cái view holder của recycle view. Ở trên đấy các bạn có bao nhiêu cái view thì các bạn ảnh xạ bấy nhiêu cái view. Và ảnh xạ ở đây. Rồi. Đây, các bạn đây cái hàm này on create view holder này là giúp nạp cái view, nạp cái layout vào cho view holder là xong. Đấy.
cái công thức để nạp nó vậy thôi. Cô có thể viết ngắn hơn nữa, nhưng mà thôi cô viết từng rời từng dòng để các bạn tường minh, các bạn dễ nhìn. Và đây là công thức, cái hàm mà giúp các bạn nạp data lên cái view, hiểu không ạ? Nạp data lên cái view. Đây, nạp data lên cái view này là cái hàm này. Hàm này. Đó, rồi bây giờ mình sang bên này mình dùng nhá. Mình sang cái phần lắp 2 mình dùng nè. Mình cũng gọi là to do recycle view adapter. Adapter. Rồi mình tạo cái adapter dưới này. Adapter bằng new to do recycle adapter. Sau đấy các bạn truyền vào context là lab 2 chấm dit phẩy, truyền cái anh này vào là data. Rồi xong đấy recycle view chấm set adapter, đưa adapter vào. Xong ạ. Xong rồi bây giờ mình chạy. Để chạy được anh này các bạn vào manifest. Các bạn đổi cái này cho cô. Đúng ạ, đổi cái này cho cô. À, lab 2 đổi sang đây. Đấy, main activity đổi sang đây. Được chưa? Rồi. Chạy thôi, chạy thì nó sẽ chạy từ lớp 2. Run. Khoan. Cô clear thôi, run đi. Cô tính à, mình đâu có sửa database nhỉ? Rồi. Ok. Còn cái nữa. Tức là bonus các bạn thêm một cái nữa này các bạn. À, đây, cái linear layout các bạn, trong cái card view các bạn thêm linear layout vào nhé. Để nó ấy nè, nó đẹp nè. Nó cách nè. Cô sẽ bonus các bạn thì nó các bạn nút insert đó các bạn. Thường các bạn thấy cái nút tròn để góc bên phải đúng không? Cái nút insert nhá, cái nút tròn tròn bên phải mà có dấu cộng á là nút add á, thêm. Thì các bạn làm như thế này. Trong cái layout của recycle view á, các bạn thêm cho cô một cái floating action button. Đúng rồi, chính xác, floating action button, cái này thêm nó vào được. Ok chưa? Rồi các bạn để cái wrap content chiều cao chiều rộng cũng wrap content đó, nó là hình tròn tròn này nè. Rồi các bạn cũng neo nó bên dưới, dưới cùng bên phải. Phải là start gì đấy ạ? À, align end nhá, parent end to bên phải. Rồi bên dưới là bottom nhá. Align parent bottom to. Đấy. Thì nó sẽ nhảy về bên dưới cùng bên phải đấy các bạn nào. Đây. Rồi. Các bạn đặt cho nó một cái ID. ID button floating add nhé. Ok. Rồi các bạn để ý là cái recycle view này nó đè lên cái này. Muốn không đè nhau, tức là muốn nó không bị mất chữ, mất nội dung, thì các bạn đẩy cái anh này lên trên. Đẩy anh này lên trên. Thì đẩy anh này lên trên thì các bạn thêm cho cô ở phía trên các bạn là above. Cho nó đẩy lên trên. Above. À, button floating at. Đấy, nó sẽ đẩy lên trên này các bạn. Thấy chưa? Nó đẩy lên này các bạn. Đó. Đó là cái lời hài của dùng cái relative layout. Thấy chưa? Đẩy lên. Thế thôi. Được chưa?
Đấy. Rồi các bạn thêm dấu cộng vào. Thêm dấu cộng vào thì các bạn thêm cho cô. Cũng vào đây các bạn níu. Níu một cái vector. Cũng đặt cái vector là add nhá. Dấu cộng nè. Các bạn để màu trắng nha các bạn. Là FFFF. Sáu chữ F hả? Dấu cộng nè, các bạn search add thôi. Nó ra dấu cộng. Đó. Các bạn để 48 cho cô ha. Rồi, ok, next. Finish. Rồi ở đây các bạn add cái circle. Đấy, đưa cái add vào. Đấy, nó có dấu cộng ở đây. Được chưa? Đấy, dấu cộng. Rồi chạy lên nhìn nó đẹp đẽ. Rồi cô nói 2 tiếng mà không uống một miếng nước nào nè. Được chưa? Các bạn muốn nó cách ra ở đây thì các bạn để margin thôi. Có khoảng cách ở đây nè. Các bạn để cái margin đây, margin 8 dp cho cô. Đấy. Đây, nó cách ra nè, thấy không ạ? Đấy. Thì cái nút này là giúp các bạn là click chuột là các bạn có thể add được vào đây được rồi. Cái này, ok nhá. Cái này làm xong. Ok, giao diện như nó khác hẳn đúng không ạ? Đấy, sau này mình học đến dialog thì mình sẽ tận dụng cái này luôn. Cái dialog của các bạn, mình sẽ tận dụng cái giao diện này luôn. Nhá, ok. Rồi, hôm nay vậy thôi nhá các bạn.